Báo Chống Cộng Việt Nam đã đặt hàng Đoan Trang viết báo cáo. Trong bản báo cáo, tổ nghiên cứu mà Đoan Trang đại diện đã nhiều lần tuyên bố rằng bản báo cáo của họ là một sự nối tiếp báo cáo của báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng Heiner Bielefeld vào tháng 7 năm 2014 về tình hình tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Một phần đáng kể trong nội dung bản báo cáo của tổ nghiên cứu Đoan Trang trong thực tế cũng chỉ trích lại những gì mà Bielefeld đã viết. Như vậy, đối với tổ nghiên cứu tôn giáo của Đoan Trang, báo cáo năm 2014 của Bielefeld chắc chắn phải có một ý nghĩa đặc biệt và liên quan trực tiếp đến lý do khiến họ viết báo cáo nói tiếp này. Ta hãy bắt đầu điều tra từ điểm đó. Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014, ông Heiner Bielefeld, báo cáo viên đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, đã tham gia Việt Nam và thăm Việt Nam để điều tra về tình hình tự do tôn giáo. Nhìn một cách tổng thể thì cuộc điều tra này của Bielefeld có liên quan đến Công giáo hơn bất cứ một tôn giáo nào khác ở Việt Nam. Sự liên quan trước hết nằm ở lai lịch của người điều tra. Theo thông tin trên Wikipedia thì từ năm 1981 đến năm 1989, Heiner Bielefeld đã học triết học và thần học Công giáo tại Đại học. Như vậy, chuyên môn gốc của Bielefeld không phải là nhân quyền mà là Công giáo. Do nền tảng này, khi điều tra về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Bielefeld đương nhiên có khuynh hướng tìm những hội đoàn chống cộng có liên quan đến Công giáo để làm người cộng tác hoặc bên trung gian. Thay vì nhờ cậy vào các tôn giáo khác, người ta thấy một trong những cộng tác viên đầu tiên mà Bielefeld tìm đến là Vũ Quốc Dụng, Chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, một tổ chức chống cộng của người Việt tại Đức. Ngày 4 tháng 8 năm 2014, khi trả lời phỏng vấn RFI, Vũ Quốc Dụng đã cung cấp cho tờ báo này một bản tường thuật rất chi tiết về diễn biến của cuộc điều tra. Qua câu trả lời của Dụng, có thể thấy ông nắm rất rõ lộ trình của đoàn Bielefeld khi thăm Việt Nam, những chuyện mà họ gặp trên đường và quan điểm cảm nhận của họ khi chuyến thăm kết thúc. Như vậy, chắc chắn ngay từ đầu, Dụng đã cộng tác chặt chẽ với Bielefeld trong việc liên lạc và tổ chức chuyến đi này. Tìm thêm thông tin, chúng tôi được biết các hoạt động chống cộng của Vũ Quốc Dụng đã gắn với khẩu hiệu tự do tôn giáo từ lâu. Dụng nằm trong số những nhà chống cộng đầu tiên tỏ ra quan tâm đến pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, một trong hai văn bản mà tổ nghiên cứu tôn giáo của Đoan Trang tập trung công kích trong báo cáo của mình, vì coi chúng là tiền thân của luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Cụ thể, ngày 30 tháng 10 năm 2004, một tổ chức chống cộng tại Đức mang tên Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại tổ chức hội thảo về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 được công bố trước đó không lâu. Trong hội thảo này, Vũ Quốc Dụng nằm trong số những đại diện hội đoàn tham gia phần tham luận. Như vậy, Vũ Quốc Dụng và Heiner Bielefeld đã liên lạc với cộng tác chặt chẽ với nhau để hoàn thành bản báo cáo về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Khi trả lời phỏng vấn báo chí, Bielefeld đã cẩn thận giấu lộ trình chuyến đi của ông và danh tính của những nhân vật chống cộng mà ông tiếp xúc. Tuy nhiên, nhờ sự mau mồm của Vũ Quốc Dụng và nhiều vị giáo chức trong nước, chúng tôi đã xác định được một phần lớn lộ trình của đoàn điều tra Bielefeld. Cụ thể, ngày 21 tháng 7, ngay khi vừa đến Việt Nam, đoàn tiếp xúc với một số nhân chứng tại Hà Nội, danh tính chính các nhân chứng này không được nêu. Sau đó, ngày 22 hoặc 23, đoàn đi Tuyên Quang để gặp các đại diện của giáo phái Dương Văn Minh, người Hơ Mông. Ngày 24, sau khi trở về Hà Nội, đoàn gặp Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo chính thống ở Việt Nam. Ngày 25, sau khi bay đến thành phố Hồ Chí Minh, tại trụ sở Dòng Chúa Cứu Thế, đoàn gặp đại diện các tôn giáo trong Hội đồng Liên Tôn, bao gồm Công giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài và một số nhà chống cộng. Theo tiết lộ của ông Phạm Chí Dũng trên BBC, thì những nhà chống cộng có hẹn với Bielefeld bao gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đăng Quế, Dương Thị Tân, vợ của Điếu Cày, Phạm Bá Hải và hai mục sư Tin lành là Nguyễn Hoàng Hoa, Nguyễn Mạnh Hùng. Cùng ngày, đoàn gặp Thích Quảng Độ và một số đại diện khác của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở Thiền viện Thanh Minh. Vì một số các đại diện này đã bay từ Quế vào để góp mặt, có thể thấy cũng như cuộc gặp với Hội đồng Liên Tôn ở Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, cuộc gặp này đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ trước. Ngày 26, đoàn gặp các đại diện của giáo phái Baraha, một giáo phái được chính phủ Việt Nam công nhận. Ngày 27, đoàn đến Vĩnh Long để gặp giáo phái Cao Đài. Ngày 28, đoàn đi An Giang để gặp giáo phái Phật giáo Hòa Hảo. Cùng ngày, trên đường trở lại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn tạt qua Đồng Tháp để gặp vợ chồng Nguyễn Bắc Truyển cùng là tín đồ Hòa Hảo. Ngày 29 và 30, đoàn đi Kon Tum và Lai Cu, có lẽ đều để gặp các đại diện của các giáo phái Tin lành Hơ Mông. Theo tuyên bố của Bielefeld, thì chuyến đi An Giang ngày 28 cùng chuyến đi Kon Tum và Lai Cu vào ngày 29 và 30 đã phải thất bại vì bị các lực lượng chức năng ngăn cản.
Nhìn vào lịch trình trên, có thể thấy cuộc gặp ở dòng chú cứu thế Sài Gòn là cuộc gặp có thành phần tham gia đa dạng nhất, vì báo cáo của Bellyfield chứa khá nhiều thông tin về giáo phái Hòa Hảo. Dù chuyến thăm giáo phái này ở An Giang đã thất bại, có thể đoán rằng ông đã nhận được những thông tin đó thông qua Nguyễn Bắc Truyển hoặc Hội đồng Liên Tôn. Nguyễn Bắc Truyển là nhân viên văn phòng Công lý và Hòa bình thuộc dòng chú cứu thế Sài Gòn, và Hội đồng Liên Tôn chọn dòng chú cứu thế làm nơi hẹn gặp Bellyfield. Ngày 9 tháng 8 năm 2014, Hội đồng Liên Tôn gửi một bức thư cảm ơn cho Bellyfield. Trong thư, họ đưa ra một số thông tin và kiến nghị mà họ muốn Bellyfield đưa vào bản báo cáo. Nội dung thư cho thấy người soạn thảo có hiểu biết rất rõ ràng về luật tôn giáo ở Việt Nam, biết rõ mình muốn gì và biết sử dụng nhân quyền như một công cụ để đạt được những mục đích đó. Bức thư của Hội đồng Liên Tôn đưa ra 3 kiến nghị: các tổ chức tôn giáo phải được đăng ký tư cách pháp nhân; hai là các tổ chức tôn giáo phải có quyền tư hữu đất; ba là các tôn giáo phải được tham gia vào việc giáo dục học đường và quần chúng, phải có quyền mở trường học ở mọi cấp, từ mẫu giáo đến đại học, như đã có tại miền Nam trước năm 1975 trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, phải có quyền sở hữu nhà xuất bản riêng, cơ quan báo chí riêng, đài phát thanh và đài truyền hình riêng, như đã có trước năm 1975. Ngoài ra, họ cũng đòi hỏi rằng các học viện tôn giáo phải được toàn quyền quyết định chương trình và nhân sự giảng dạy. Có thể thấy ba kiến nghị này đã ảnh hưởng đáng kể đến nội dung bản báo cáo sau đó của Bellyfield. Mới đây, bản báo cáo của tổ nghiên cứu tôn giáo Đoàn Trang cũng tiếp tục nhắc lại những kiến nghị đó. Trong đó, kiến nghị số 3 được đặc biệt nhấn mạnh, nhưng kiến nghị này có lợi cho ai? Những chức sắc tôn giáo ký tên dưới bức thư của Hội đồng Liên Tôn đến từ 5 tổ chức tôn giáo là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo và Tin lành. Chắc chắn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không đóng góp nhiều cho nội dung bức thư, vì trước đó, ngay ngày 31 tháng 7, họ đã sốt sắng gửi cho Bellyfield một thư đứng tên Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam để đưa ra các yêu sách riêng của họ. Số yêu sách này rất khác và không liên quan đến các yêu sách trong thư của Hội đồng Liên Tôn. Trong 4 tổ chức tôn giáo còn lại, Cao Đài và Hòa Hảo chưa bao giờ tỏ ra có hiểu biết về pháp luật, Tin lành đông nhưng manh mún, và các nhà hoạt động có ý kiến và kiến thức pháp luật của họ như Nguyễn Văn Đài thường không biết rõ mình muốn gì ngoài tiền. Trong khi đó, Văn phòng Công lý và Hòa bình của dòng chú cứu thế Sài Gòn là một tổ chức chuyên tư vấn luật cho các nhóm khiếu kiện tập thể và các nhà chống cộng. Ngoài ra, trong 5 tổ chức tôn giáo của Hội đồng Liên Tôn, Công giáo là nhóm duy nhất đã và đang sở hữu các cơ sở giáo dục, xuất bản, báo chí, phát thanh và truyền hình online, dù những cơ sở này không được luật pháp Việt Nam công nhận. Vì vậy, nếu các yêu sách trong bức thư của Hội đồng Liên Tôn được thông qua, Công giáo là bên có lợi trước hết. Họ cũng liên tục bám đuổi mục tiêu hợp pháp hóa các hoạt động đó. Năm 2016, họ chính thức mở Học viện Công giáo đầu tiên ở Việt Nam sau năm 1975. Kết hợp các bằng chứng, chúng ta đi đến kết luận rằng bức thư của Hội đồng Liên Tôn đã do bên Công giáo soạn để làm lợi cho Công giáo. Như vậy, có thể thấy yếu tố Công giáo đã xuất hiện dày đặc trong chuyến thăm Việt Nam của Heide Bellyfield và chi phối nội dung bản báo cáo của ông này. Khi Đoàn Trang và Tổ nghiên cứu tôn giáo tuyên bố rằng sản phẩm mới của họ là một sự nối tiếp của báo cáo Bellyfield, ta không thể không nghi ngờ rằng các nhóm Công giáo chống cộng Việt Nam đã đặt hàng Đoàn Trang viết báo cáo.